ban tổ chức SEA Games bỏ quên đội U22 Timor Leste ở sân bay Manila. Sự cố hy hữu xảy ra ngay trước khi nội dung bóng đá nam của SEA Games lần thứ 30 khai diễn, đội U22 Timor Leste sau khi đến với đại hội, phải ngủ và ngủ gật ở sân bay Manila, vì xe buýt do BTC chủ nhà bố trí. Quên đón họ. Theo tường thuật của các cầu thủ Timor Leste, họ đến sân bay Manila ở Philippines vào hôm qua, nhưng gặp phải sự cố xe buýt do ban tổ chức, BTC. Chủ nhà bố trí đón họ muộn đến hơn 2 tiếng rưỡi. Điều này khiến cho các thành viên trong đội U22 Timor-Leste rất mệt mỏi, phải vả vật ở sân bay quốc tế Manila. Sau đó, sự cố còn chưa dừng lại, do một lần nữa tài xế chở đội Timor-Leste đưa họ về. Nhầm khách sạn. Không chỉ có U22 Timor-Leste, nhiều đội bóng khác cũng phản nàn về tiện nghi và sự phụ vụ dành cho SEA Games năm nay, từ phía chủ nhà Philippines. Đội U22 Myanmar trước đó được bố trí di chuyển từ sân bay về khách trên chiếc xe buýt quá nhỏ và chật trội, giống như là xe chuyên chở học sinh tiểu học, hơn là xe buýt thông thường, dùng để chở các đội bóng đá. Còn báo chí Thái Lan phản ánh sân thi đấu vẫn còn ngổn ngang, dù đại hội đã gần kề. Thiện nhân